Bởi vào đầu nghe nha. Cắm ở ngoài không? Cắm không cắm ở đấy. Tính nhiều nhanh em. Ui, quay zoom này chóng mặt quá. Ôi trời ơi, dính vào rồi. Không quay bằng tay hơi rung. Anh em thông cảm. Bắt bồ đi em chọn. Gà bé nhỉ. Nó rổ rò. Đất cát mềm quá. Nó rổ rò được. Bộ 20 chân. Nãy bằng gà giả nha anh em. Đó. Gà giả này. Mà rò với loa. Túm lôi thoải mái. Rò tôi không sợ dối đâu. Túm lôi thoải mái. Đó. Rò bao. Bao luôn nha. Không bao giờ sợ dối. Mà hung hăng ấy. Quá hung hăng. Bổi quá hung anh em. Loa và mùi giả và giò thôi. Anh em nào có cần phụ kiện bẫy gà đồng ấy thì cứ liên hệ theo số điện thoại em ở cuối video nhé. Thì bên nhân viên em có tư vấn và hướng dẫn cho anh em cách chơi luôn. Rồi tặng file tiếng cho anh em đầy đủ luôn. Anh em nào có cần file tiếng thì bên em có tặng đầy đủ. Còn gà giả với lại loa với giò bên em có cung cấp. Anh em nào có cần thì cứ liên hệ số điện thoại em để video nhé. Thôi cảm ơn anh em video có video nhé.